Thưa quý vị, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045 và trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển. Với điều kiện hiện hữu và những biến đổi địa chính trị thế giới không ngừng, để đạt được điều này, nền kinh tế phải có nội lực mạnh. Sẽ có rất nhiều khuyến nghị và hàm ý chính sách cần lưu tâm. Trong đó, thể chế sẽ là chìa khóa mở cánh cửa cho nền kinh tế. Đây là những khuyến cáo của các chuyên gia trong quá trình góp ý triển khai xây dựng báo cáo Việt Nam 2045 do Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì. Thông tin tại hội thảo, đại diện Viện Chiến lược Phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, báo cáo Việt Nam năm 2045 sẽ phân tích, cập nhật những diễn biến mới nhất của bối cảnh trong nước và quốc tế, đánh giá thành tựu và hạn chế của Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội, từ đó đề xuất các giải pháp giúp Việt Nam hoàn thiện thể chế kinh tế, huy động hiệu quả các nguồn lực phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, tăng cường hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Việc xây dựng báo cáo Việt Nam 2045 ấy, với mục tiêu ấy là tìm ra các giải pháp để thực hiện các chuyển đổi và đạt đến mục tiêu 2045. Chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều ấy là thể chế là chìa khóa. Một trong những cái vướng mắc lớn nhất hiện nay cho thực hiện các chuyển đổi thì đấy là thể chế. Khi mà chúng ta muốn chuyển đổi xanh, chuyển đổi số hiệu quả, muốn chuyển đổi không gian, khai thác được những cái không gian phát triển mới cho đất nước ấy, các cực tăng trưởng các hành lang kinh tế ấy, thì chúng ta cũng cần phải thể chế. Và đấy là những thứ thì nó đang đặt ra hiện nay hàng ngày hàng giờ. Ở đây chúng ta phải lưu ý một điều, hiện nay thì xu thế bảo hộ, bảo vệ quyền lợi quốc gia đặt cao hơn xu thế bảo vệ quyền lợi của nhóm. Nhưng ở đây chúng ta nói là về mặt kinh tế thì chúng ta đang nhìn thấy. Nhưng về mặt chính trị và địa chính trị thì chúng ta thấy là xu thế đấy nó lại không xuất hiện rõ. Và nó lại xuất hiện một cái tập rất là mờ về quyền lợi dân tộc, quyền lợi quốc gia trong cái lĩnh vực địa chính trị. Nhưng trong lĩnh vực kinh tế thì quyền lợi quốc gia đặt cao hơn quyền lợi của đấy. Thì đấy là những xu hướng mới chúng ta cần phải tận dụng. Và như vậy thì các cái hiệp định kinh tế song phương và đa phương Việt Nam đã cam kết với các nước khác, lúc này chúng ta phải vận dụng rất là linh hoạt. Cũng theo các đại biểu tham dự hội thảo, báo cáo Việt Nam cần đề cập sâu hơn các vấn đề về bối cảnh kinh tế, địa chính trị thế giới và những thay đổi phức tạp kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009, làm rõ những cơ hội và thách thức của Việt Nam, xu hướng kinh tế toàn cầu và hàm ý chính sách cho Việt Nam.